61. Phẩm đa vấn bất nhị Bấy giờ, cụ thọ thiện hiện bạch Phật. Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát thành tựu phương tiện thiện xảo như thế, thì từ khi phát tâm trở đi phải trải qua thời gian bao lâu? Phật dạy, này thiện hiện Đại Bồ Tát ấy, từ khi phát tâm trở đi trải qua vô số trăm ngàn ức triệu kiếp. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát thành tựu phương tiện thiện xảo như thế, thì đã từng gần gũi cúng dường bao nhiêu Đức Phật. Phật dạy, này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy đã từng gần gũi cúng dường hằng hà xa số chư Phật. Cụ thọ thiện hiện lại Bạch Phật. Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát thành tựu phương tiện thiện xảo như thế, đã từng gieo trồng bao nhiêu thiện căn. Phật dạy, này thiện hiện đại Bồ Tát ấy, từ khi phát tâm trở đi không lúc nào đối với bố thí Ba La Mật Đa mà chẳng tinh cần tu học viên mãn không có lúc nào đối với tịnh giới ba la mật đa mà chẳng tinh cần tu học viên mãn không có lúc nào đối với an nhẫn ba la mật đa mà chẳng tinh cần tu học viên mãn không có lúc nào đối với tinh tấn ba la mật đa mà chẳng tinh cần tu học viên mãn không có lúc nào đối với tịnh lự ba la mật đa mà chẳng tinh cần tu học viên mãn không có lúc nào đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa mà chẳng tinh cần tu học viên mãn. Đại Bồ Tát ấy từ khi phát tâm trở đi, không có lúc nào đối với pháp không nội mà chẳng tinh cần an trụ viên mãn không có lúc nào đối với pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt giáo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh mà chẳng tinh cần an trụ viên mãn đại bồ tát ấy từ khi phát tâm trở đi không có lúc nào đối với chân như mà chẳng tinh cần an trụ viên mãn không có lúc nào đối với pháp giới pháp tánh tánh chẳng hư vọng tánh chẳng đổi khác tánh bình đẳng tánh ly xanh pháp định pháp trụ thật tế cảnh giới hư không cảnh giới bất tư nghỉ mà chẳng tinh cần an trụ viên mãn